Trong những năm qua, nhà nước đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông giữa các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Tuy nhiên, vẫn có không ít vụ tai nạn giao thông xảy ra ở cả những vị trí được đầu tư giao chắn. Nơi đây được xem là an toàn, lại có những lúc chẳng an toàn bởi người dân vẫn bất chấp vi phạm. Tối 28 tháng 7 vừa qua, tại Đồng Nai đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng làm hai người chết, ba người bị thương. Thời điểm xảy ra tai nạn, nhân viên gác chắn đang đóng chắn để tàu chạy qua, nhưng người lái xe vẫn cố tình lao vào vượt tàu. Tại Thanh Hóa từ đầu năm đến nay, xảy ra 9 vụ tai nạn đường sắt làm 5 người tử vong. Trong đó có 2 vụ khiến 2 người tử vong ngay tại đường ngang có gác chắn. Nguyên nhân do người điều khiển phương tiện đường bộ cố tình không chấp hành hiệu lệnh đường sắt. Trên thực tế, hành vi cố tình vượt qua đường sắt khi đã có tín hiệu tàu đến đang diễn ra rất phổ biến tại hầu hết các đường ngang có gác chắn. Chưa dừng lại ở đó, tại nhiều vị trí nguy hiểm, ngành đường sắt đã xây dựng đường gom hay tường bao để đóng chắn. Thế nhưng nhiều người dân vẫn cố tình vượt qua. Điển hình như lối đi tự mở khu vực Tây Ga, giáp danh giữa phường Tân Sơn đã được xây tường bao đóng kín hàng chục năm nay. Tường cao, thế nhưng vẫn không ngăn cản được người dân cố tình vượt qua. Thậm chí họ còn xây thêm những bậc thang để trèo qua tường để băng qua đường sắt. Là cháu đi học với cháu đi chơi đi qua lại gần gần hơn. Là, khi nào tàu đi qua thì cháu dừng lại. Khi nào tàu không không có tàu cháu mới trèo qua. À, ở đây cháu thấy có nhiều người trèo qua như thế này không? Là hôm nào cháu đi mà cháu thấy mấy ông bà tập thể dục qua vừa qua cục cảnh sát giao thông cũng đã chỉ đạo cảnh sát giao thông các địa phương tăng cường bố trí các tổ tuần tra để xử lý nghiêm người tham gia giao thông vi phạm quy định về an toàn đường sắt để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt rõ ràng ngoài việc nâng cao ý thức người dân cần thiết phải thực hiện các chế tài mạnh mẽ hơn với các hành vi vi phạm